hai giá, tham ba giá, năm ngôi sao hai giá, con kính đảnh lễ tôn trọng năm hạnh đại đức thầy nhẫn cùng chúng con đức tăng kính lễ với con tu nữ tôn chào với anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh pháp cú số 25. Bồ Tát Ni Nam Bà Ma Đề Na dạ sa thứ lành thay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, kính đảnh lễ ơn đức giáo pháp, kính đảnh lễ ơn đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đệ đức Tuệ Nhẫn. Kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Đặng Đông, cảm ơn chị Trần Đạo. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 25. Uttha ne nappa ma de na san nya me na da me na cha di pang ka di ra tha me tha vi yang o ko na vi ki ra ti. Uttha ne nappa ma de na san nya me na da me na cha di pang ka di ra tha me tha vi yang o ko na vi ki ra ti. Uttha ne nappa ma de na sanya me na da me na cha di bang ka di ra tha me tha vi yang o ko na vi ki ra ti. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Uttha ne nappa ma de na sanya me na da me na cha di pang ka di ra tha me tha vi yang o pho na pi ki ra ti. Uttha ne nappa ma de na sanya me na da me na cha di pang ca di ra tha mê tha quỳ dằng ô khô na phi kỳ ra tí. Sống không phóng dật kiên trì, tự điều tự chế thường khi mới là chí người thiện trí cao xa, xây hòn đảo lớn quê nhà trú thân. Hổ thơ của Hoài Thượng Giới Thích. Kính gửi nít lại đạo tràng. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ kính cảm ơn chị Rằng Đông đã cho biết âm thanh rõ. Dạ cảm ơn chị Trần Đạo. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc với câu kệ số 25. Uttha Ne Nappa Ba ma de na san nhan me na da me na cha di bằng
kari ya tha me tha quý dân ô ô khô na bi di ya ti nỗ lực không phóng dật tự điều khéo chế ngự bậc trí say hồn đảo nước hụt khó ngập tràn. Và cái đó là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Sống không phóng dật kiên trì tự điều tự chế thường khi mới là chí người thiện trí cao gia say hồn đảo lớn quê nhà trú thân. Và đó là phổ thơ của ngài Di Đức. U tha ne nam ba ma de nang san nhang me nang da me na cha di pang kari ya tha me tha vi yang o kho na pi ki ra ti. U tha ne nam ba ma de nang sanyan me na da me na chang ti pang kari ya tha me tha vi yang kho na pin ki ra ti. Dạ con đã đọc xong, kính mời vị kế tiếp. Dạ kính cảm ơn chị Đặng Đông. Dạ kính mời Minh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sích Tâm Phương. Dạ, cảm ơn Sích Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha, dạ. Và một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Châu Phan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, còn vị nào chưa kể Nhật, chưa ông bà Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, bây giờ thì con xin được ông bà cao cấp cứu kinh số 25. Dạ, cảm ơn Rạng Đông cho bài học. Dạ quý vị nào chưa ôn bài thì đưa bàn tay nha, chứ không Nhật Quỳnh đọc xong là Nhật Quỳnh khóa sổ ngang quý vị mất quyền lợi ráng chịu ngàn. Hành Kiểm không biết trả bài chưa, Hành Kiểm ơi. Dạ còn vị nào chưa trả bài kính mời bàn tay ạ. Rạng Đông, dạ. Dạ con xin được trả bài cao khắp bút kinh số 25. Ông bài, dạ. Út tha nê nắp ba ma đề na sanh nha mê na đắc mê na cha đi bằng ca di ra tha mê tha quy dặn ô khô na phi kỳ ra tí. Nỗ lực không phóng dật tự điều khéo chế ngự đi xây hòn đảo nước lục khó ngập tràn. Và đây là bản phổ thơ của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Ột tha nê nắp bà ma đê na sanh nha mê na đà mê na cha đi băng ca di đà tha mê tha quy dạng ơ gô na phì kỳ ra tì. Sống không phất nhật kiên trì tự điều tự chế thường khi mới là chí người thiện trĩ cao xa xây hòn đạo lớn quê nhà chủ thân. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, tại vì Nhật Quỳnh không có vị nào thì Nhật Quỳnh sẽ khóa sổ lý do để Đại Đức Thầy Nhẫn có thời gian giảng bài mà. Chứ không phải khó đâu nha Tâm Phương. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Tâm Phương, Xích Trần Đạo, Xích Rạng Đông, cô Ái Minh. Có Hạnh Kiểm nữa phải không Rạng Đông? Tại nhỏ nãy Nhật Quỳnh bị rớt nét, thành ra không có thấy. Dạ, cảm ơn Xích Hành Kiểm. Cảm ơn. Dạ, đúng rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn. Ủa, không có Hành Kiểm. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả bàn tay quý vị đã đưa lên để ôn bài. Dạ, bây giờ thì Đạo Tràng chúng ta học sớm một chút để Đức Thầy Nhẫn có thời gian đủ để giảng bài. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh. Dạ. Đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi Đạo Tràng chúng ta được Đại Đức tự nhận giảng giải bài học ngày hôm nay câu pháp cú kinh số 26 ngữ vựng và như sự ý nghĩa câu pháp cú kinh này.
Dạ, Nam Mô Bích Hà Giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Nam Mô Ta Sa Phà Gà Quả Tơ A Ra Ha Tơ Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Phà Gà Quả Tơ A Ra Ha Tơ Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Phà Gà Quả Tơ A Ra Ha Tơ Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng à, trồ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản à, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi biết lòng mở đạo dạy đời à, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử à, có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như à, được niệm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp mà 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập à, đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng à, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni à, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt tràng thành kính đảnh lễ cung kính đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng biên sự và ý nghĩa câu pháp cứu kinh số 26. Dục bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân minh đánh sư ạ. Mọi điều xấu, điều tốt của ngày hôm qua thì cũng đã diệt mất rồi. Ngày hôm nay cũng vậy. Và cái còn lại chỉ là một cái nghiệp tiềm ẩn nào đó. Và ngày nào chúng ta cũng thức dậy và chúng ta có hai cái ông thợ xây nhà từ sáng đến chiều. Đó là ông thợ bất thiện nghiệp và ông thợ thiện nghiệp. Và nếu là con của Phật thì có một bậc trí lâu lâu xuất hiện để thấy hai cái ông thợ xây nhà này. Và có thể thấy được rằng hai ông thợ xây nhà này đều nguy hiểm. Thì có thể bậc trí đó sẽ dỡ cái ngôi nhà đó ra. Cuộc sống này thật là đơn điệu. Trong từng khoảnh khắc. Và chúng ta lầm tưởng thế giới này là đông người. Nhưng thực tế chỉ có cái thấy rất đơn điệu. Kinh nghiệm đối tượng thị giác rồi diệt đi. Cái nghe cũng vậy, ngửi cũng vậy, nếm cũng vậy. Và chúng đã diệt đi mãi mãi. Và hai ông thợ xây nhà này cứ tiếp tục xây nhà cho vòng trầm luân này. Mà chúng xây nhà ở đâu? À, chính trên sáu căn mà chúng ta tiếp xúc với đối tượng hàng ngày. Pháp đang diễn tiến, nhưng mà chúng ta luôn bị quên lãng. Và vô minh đang hiển hiện suốt càng ngày. Do vậy, là người con Phật, chúng ta cần phải nhắc bảo nhau rằng chỉ có chất pháp, chỉ có vun bồi trí tuệ với tứ thánh đế mới chấm dứt được khổ đau mà thôi. Một ngày nào đó chúng ta giác ngộ, chúng ta mới ngỡ ngàng rằng ô, giác ngộ không phải là một cái gì xa lắm, mà thực tế chỉ là
hiểu được thế giới chỉ có cái kinh nghiệm cái cứng, kinh nghiệm cái mềm. Thế giới chỉ có cái nghe, kinh nghiệm âm thanh và rồi diệt đi. Không có một con người, không có một tự ngã, không có một chủ thể. Ở bất cứ đâu, ở bất cứ phương trời nào. Và cái tạo ra trong kiếp sau cũng vậy. Cũng chỉ là cái thấy, cái nghe sanh diệt ở đâu đó và mất đi. Và tất cả mọi pháp vũ vi sanh và diệt chỉ đáng để đi vào quên lãng. Dầu chúng có tốt đẹp đến mấy, bởi vì chúng đã diệt mất. Dầu chúng có xấu xa đến mấy, chúng cũng không thuộc về ai cả. Do vậy cái tinh thần vô ngã ngay từ buổi đầu, người con Phật phải nắm rất rõ cái điều đó. Nếu như mà chúng ta không nắm điều này, chúng ta sẽ là một kẻ tội đồ. Và chúng ta sẽ không thể đạt được những cái gì thâm thúy nhất mà Đức Phật giảng thuyết cho con của Ngài. Và chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Giáo pháp không phải để chúng ta thực hành hay làm bất cứ một điều gì đó. Giáo pháp này để hiểu những cái gì đang xuất hiện. Chỉ có cái đang xuất hiện thì mới hiểu được. Chúng ta không thể tìm cầu cái chưa xuất hiện, bởi vì tất cả pháp nó đều phải do duyên khởi, nó hiện hữu rất là ngắn ngủi. Do vậy chúng ta cần phải có cái niềm tin chắc chắn về vô ngã, và chúng ta buông bỏ mọi thứ, mọi ý niệm, thì chúng ta mới thực sự cảm nghiệm được chánh niệm và trí tuệ. Còn nếu không thì chúng ta sẽ đi vào vũng lầy của vô minh, của ngôn từ mà không bao giờ ra được. Phải luôn luôn nhớ cái điều đó. Giáo pháp là thiết thực hiện tại, là như vậy đó. Và cày thì chánh pháp sẽ bị biến mất bởi những cái đường lối sai lạc thực hành. Và chúng ta thấy rõ ràng bây giờ là có muôn vàn cái loại hành thiền, cái loại tổ chức khác nhau. Nên người con Phật chúng ta phải học cái pháp học thật là tốt đẹp, để nó dấn, nó chuyển giao, nó là một cái nhân duyên cho pháp hành, để thấy rõ được cái con đường bát chánh đạo ngay trong đời sống của mình, từng chút một. Tất cả những ngôn từ chúng ta có giỏi đến mấy đi chăng nữa thì nó đều mất đi hết. Nhưng mà trí tuệ hiểu về thực tánh của pháp thì không thể mất đi được. Nó sẽ dẫn dắt ra khỏi sanh tử luân hồi. Ngoài trí tuệ ra không có thể nào, không có ai, không có người nào làm được một cái gì cả. Và trí tuệ cũng phải do đủ đúng duyên của nó sanh khởi. Do đó mà chúng ta cần phải thiết lập một cái pháp học lời dạy của Đức Phật một cách đúng đắn nhất, và để thấy được các pháp trong đời sống như chúng đang là, một cách hết sức tự nhiên và không cần phải thay đổi bất cứ một điều gì cả. Bởi vì sao, thưa quý vị? Bởi vì cái thấy thì mãi mãi thấy đối tượng thị giác. Và lộ nhãn môn chẳng bao giờ gặp lộ nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn. Như vậy thì cái thấy luôn luôn thấy đối thị giác. Cái nghe luôn luôn nghe âm thanh. Ngửi luôn luôn ngửi mùi. Nếm luôn luôn nếm vị. Xúc chạm luôn luôn xúc chạm cứng mềm nóng lạnh. Ý thì suy nghĩ về các pháp. Như vậy thì chúng ta làm một cái điều gì đó hay là để hiểu, chúng ta cần phải xác định rất là rõ. Trước khi vào bài pháp, chúng tôi luôn luôn nhắc nhở cho quý vị biết về pháp trong đời sống hàng ngày. Chỉ cần chúng ta hiểu một chút về thực tại hiện giờ, nó còn tốt đẹp hơn gấp hàng ngàn, hàng triệu lần. Chúng ta tìm một cái cách gì đó. Chỉ cần ngay tại đây chúng ta viết
cái cứng đang có mặt, cái mềm đang có mặt, hay là đối tượng thị giác, vân vân. Bởi vì cái đó là thực. Chứ chúng ta học chỉ để lấy cái chữ, để lấy cái kiến thức, để nhớ nhiều, thì cho đó là giỏi. Thì xin thưa với quý vị, quý vị có một cái lỗ hổng rất lớn ở trong tâm của mình, tức là không có trí tuệ thực sự để nó thanh lọc. Điều đó là chắc chắn. Bây giờ thì chúng con xin đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo. Araham Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Afiwademi Swakato Phagawata Thammo Thammang Namasami Supatibano Phagawato Savaka Sangho Sangkang Namasami. Con xin yên tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài diệt tận vô minh và phiền não, Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin yên tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là những phương linh diệu dược chuyên chính chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ có những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo chánh pháp, người ấy mới giác ngộ đạo quả niết bàn, chấm dứt sanh tử khổ đau. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có duyên lành gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo trong vòng trầm luân, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu được ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo, chấm dứt khỏi sanh tử luân hồi. Do đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính lễ ân đức Tam Bảo, phần phước phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, A Tu La, Diêm Chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ, chư Phật tử ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tiến hóa và sớm thành tựu các ba la mật và chứng đắc đạo quả, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau và thành tựu nhiều những cái bậc thánh nhân trên quê hương của mình. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay chúng con thời pháp xin chia sẻ câu kệ số 226. Chúng con xin đọc một lần. Pama dhamma du yun chanti bala dum me thino chakna appama dan chak me thawi thanang set thang warakhati pama dhamma du yun chanti bala dum me thino chakna appama dan chak me thawi thanang set thang warakhati. Kẻ ngu, trí tồi, chiều theo sự sao lãng, còn vị khôn ngoan, gìn giữ sự không sao lãng, như là gìn giữ tài sản quý. Cái từ Pama Dhammat Nuyun Chanti Banadumme Thino Chana là những kẻ ngu. Kẻ ngu ở đây là gì? Kẻ ngu ở đây là kẻ không biết cái đường lối ra khỏi sanh tử luân hồi, không biết được tứ thánh đế, không thấy sự nguy hiểm của sanh tử. Kể cả người vào trong giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, đều là như vậy. Kẻ ngu ở đây không phải là không có học, mà kẻ ngu ở đây giàu có trí, giàu là tiến sĩ, giàu là giáo sư ở đời. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy họ cũng chỉ đi kiếm tiền rồi ăn chơi sa đọa thôi. Người trí ở đây là gì? Người trí ở đây giàu là người đó không có học thức ở đời, người đó chỉ lớp 3, lớp 4, lớp 5, thậm chí là những cô bác ở đồng quê, đồng ruộng như thuở xưa rất là nghèo khó. Nhưng mà từ trong tâm lại hiểu được cái thánh đế mà Đức Phật dạy.
Như vậy trí tuệ ở đây nó không phải là kiến thức. Nó không phải là kiến thức. Mà là một cái loại trí nó phát xuất từ cái tâm thiện nằm trí tuệ mà nó thanh lọc, thấu rõ được các cái loại phiền não và tẩy trừ được vô minh. Đó gọi là bậc trí. Có đôi khi chúng ta đầy những cái kiến thức nhưng mà nó lại rỗng trong cái ruột. Như vậy thì kiến thức nó không thể tẩy trừ phiền não được, mà nó phải phát xuất từ cái trí tuệ từ bên trong. Pamadang, Pamado là một cái danh từ nam tánh. Câu kệ này chia theo đối cách là sự sao lãng. Sự sao lãng ở đây chỉ cho cái tâm si, phóng dật, quên mình. Và cái sự lười biếng, biến nhát. Anuyun chăn tí, căn của nó là căn yun. Tiếp đầu ngữ là anu, cộng với âm tí. Nó là một cái động từ, ở đây chia theo thao động từ, hiện tại. Ngôi thứ ba, số nhiều, là chiều theo, chuyên sống, phóng đạt. Tức là đa phần chúng sanh trong đời này là chiều theo dục, phóng đãng theo dục, mê đắm trong dục. Mà dục là cái gì thưa quý vị? Chỉ là những sắc màu vô tri, chỉ là những cái âm thanh vô tri, chỉ là những cái mùi vô tri, chỉ là những cái vị vô tri, chỉ là những cái cứng mềm của những cái thịt xương phủ bởi tóc, bởi da. Vô chi mà thôi. Chỉ có người trí mới thấy được, chứ người ngu làm sao mà thấy được. Người ngu thấy thế giới này đông người, nó vui nhộn, nó thích thú lắm, mà không biết được rằng thế giới này thật sự là giống không. Không có một con người nào, không có một tự thể nào. Người ngu thì nấp đầy bằng ảo tưởng. Người trí thì không. Tiếp đầu ngữ á lú là dọc theo hay là tiếp nối. Cái căn chun là tập hợp. Ba ná, ba lá là một cái danh từ nam tánh. Câu kệ này chia theo chủ cấp số nhiều là những kẻ ngu. Những kẻ ngu ở đây nè, nói tất cả những người giàu là tri thức, giàu là dốt lát ở đời, những người nào mà không học hiểu về tứ thánh đế, về bát chánh đạo, không thấy sự nguy hiểm của trầm luân sanh tử, đúng mê thi nô là mê thi nô, tiếp đồng ngữ đúng, đúng mê thi nô là một cái nhóm từ nam tánh chủ cấp. Câu kệ này được chia theo chủ cấp số nhiều là trí tồn. Tức là cái trí đó chỉ ở thế gian thôi. Thiểu trí. Tiếp đầu ngữ đú là thiếu hay khỏi. Mê tha là danh từ trung tánh, là có trí. Chana hay là chana là một cái danh từ nam tánh chủ cấp số nhiều, những người, những người. Và tiếp theo nữa câu kệ sau là appama dancha metavi thác năng xếp thăng và rắc khả ti, còn bị khôn ngoan gìn giữ sự không sao lãng như là gìn giữ tài sản quý nhất. Vị nào là vị khôn ngoan thưa quý vị? Trí tuệ của tứ thánh đế, trí tuệ thấy rõ được
danh sắc trong đời sống hàng ngày. Trí tuệ thấy sự nguy hiểm của pháp vô vi, cái trí đó được gọi là vị khôn ngoan. Ngày nào mà chúng ta chưa thấy được từ nơi thâm tâm mình thì chúng ta chưa có cái người trí này. Nhớ nha, người trí này. Như vậy thì chúng ta đã rõ biết nè, trí của Đức Phật chúng ta không có xài được, trí của các vị A-la-hán chúng ta cũng không xài được. Mà cái trí chúng ta phải hiểu được lý tánh tứ thánh đế mà Ngài dạy thì chúng ta mới xài được tự thân mình, chúng ta mới giảng giải diệu pháp được, chúng ta mới tỏ tường từ nơi chính mình được. Còn không thì chúng ta cứ mãi mãi là cứ đem những cái chữ đó ra chúng ta nói thôi, chứ không giải quyết được những cái vấn đề sanh tử ở nơi. Và chúng ta nhớ là Đức Phật dạy ai cũng phải tự thân giác ngộ hết, Ngài chỉ nói lên con đường. Và chúng ta chia sẻ đúng lời dạy của Đức Phật để chúng ta hiểu thật rõ lời dạy của Ngài, để tất cả chúng ta đều thành tựu cái trí tứ thánh đế này. Appamadang, tức là Pamada, là một cái danh từ lang thánh. Câu kệ này chia theo đối cách là sự không sao lãng. Sự không sao lãng ở đây là gì? Chỉ cho chánh niệm tỉnh giác đã biết được cái sự sinh hoạt của danh và sắc qua sáu căn môn, đã biết được cái cách thu thúc lục căn, đã biết tỏ tường các cái loại phiền não khi chúng sanh khởi. Sự không lười biếng. Tiếp tục ngữ á là không. Pamada là một cái danh từ nam tính chỉ cho cái sự phóng dật, lười biếng. Thì chúng ta biết là đa phần chúng sanh á thì phóng dật lười biếng là phần lớn. Kể cả chúng ta học giáo pháp Đức Phật như vậy, nhưng mà sự si mê còn rất là lớn lao. Một ngày trôi qua, có đôi khi chúng ta có một vài khoảnh khắc của thiện, có thể có nhiều đó, nhưng mà một vài khoảnh khắc của trí tuệ để thấy được pháp chân đế một chút xíu thôi đã là cực kỳ hiếm hoi trong cái người con Phật tu học, chứ đừng có nói rằng là nhiều. Đó là những cái vị giỏi tinh xảo đó về các cái pháp học đó và các cái pháp trong đời sống hàng ngày. Vì sao vậy thưa quý vị? Vì các pháp nó sanh khởi bởi duyên của nó, không ai muốn mà có trí tuệ được, không ai muốn là tôi có chánh niệm được hết. Và thời buổi bây giờ người ta dùng những cái từ ngữ rất là đao to và búa lớn. Và chúng ta thử suy xét một cách kỹ càng thì chúng ta thấy rõ được những cái người như vậy hoàn toàn họ chưa chắc đã hiểu gì về chánh niệm nữa. Chỉ khi nào chánh niệm sanh từ nơi bạn, bạn mới biết được chánh niệm là như thế nào. Và chỉ có trí tuệ mới hiểu được chánh niệm mà thôi. Chánh niệm thì không phải là si mê, không phải là xúc, không phải là thọ, không phải là tưởng, không phải là hành, không phải là suy nghĩ, không phải là từ bi hỷ xả. Chánh niệm chỉ là chánh niệm. Ba đá là danh từ nam tánh, phóng dật, lười biếng. Metawi là metawi là một cái danh tính từ nam tánh, chủ cách. Câu kệ này chia theo chủ cách là bậc trí. Bậc trí.
Tha năng, tha ná là một cái danh từ trung tấn. Câu kệ này chia theo đối cách là tài sản. Như vậy là bậc trí giữ gìn cái tài sản gì? Giữ gìn bảy cái tài sản. Tài sản của bậc thánh nhân: tính, niệm, tham, quý, văn, trí tuệ. Vì đó biết chắc chánh niệm tỉnh giác với cái con đường tứ niệm xứ này sẽ đạt được cái tài sản bất tử. Xếp thăng xếp tháo là một cái tính từ trung tánh, chia theo đối cách là quý nhất. Quá, ý quá là bất biến từ, như hay là ví như. Từ rất khắc tí, căn của nó là căn rắc cộng khắc tí, là một cái động từ chia theo thể hiện tại. Ngôi thứ ba, hay bảo vệ hay là hộ trì. Bảo vệ hộ trì. Và ở đây Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch là họ ngu si thiểu trí, thể kệ, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ở đây là cái pháp mà ngu si rồi, nó sanh khởi rồi, thì nó phải sống đời phóng dật thôi chứ. Nhớ nha, chứ không phải là họ ở đây chỉ cho những cái si phần này nè. Mà nó sanh khởi, có môi trường cho nó sanh khởi thôi, thì nó chỉ sống cái đời phóng dật thôi. Người trí, cái người nào mà có cái duyên lành mà được tiếp cận với chánh pháp, được khởi sanh cái trí tuệ từ nơi tâm mình, thì người đấy mới kinh cảm, mới thấy được xấu hổ với những cái tội lỗi, với những cái si mà khi có mặt mà mình không biết, cái tham nó có mặt mà mình không hay, cái sân nó có mặt mà mình không rõ biết về nó. Người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Tâm của chúng ta thì luôn luôn bị các cái tên trộm này lấy mất, lấy những cái tài sản. Ngài Giới Đức, Ngài Minh Đức, Ngài Minh Đức Triều Tâm Ảnh, thì Ngài Ngài dịch theo thơ là, Ngài chuyển thơ là: si mê cuồng sĩ buông lung, riêng người thiện trí canh chừng niệm tâm, tâm tâm niệm niệm tinh cần, giữ gìn kho báu, thế nhân dễ gì. Đó là bản dịch của, bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Kính bạch chư đại đức tăng, cái câu kệ số 26 này thì là hai câu kệ Đức Phật thuyết, câu kệ số 26 và 27. 2 câu kệ này cái duyên sự là lúc bây giờ thì Đức Thế Tôn đã thuyết ra khi mà Ngài đến ngự tại ngôi chùa Chê Tháo Ánh Lá, đề cập đến cái Tết của cái xứ đó. Và dân chúng, khi mà Tết đến thì chúng ta biết rồi, dân chúng thì có những cái ngày đó thì họ tổ chức các cái cuộc lễ thác vạn. Và cuộc sống thì bao giờ cũng vậy thôi, thưa quý vị. Bây giờ thì chúng ta cũng thấy đó, dầu là ở bên gì, bên Ấn Độ chết rất là nhiều, nhưng mà có người bây giờ cả, người ta vẫn cứ tắm những cái phân bò chết vô để không có Covid, Covid thì kia gì.
Và chúng ta biết là các pháp nó chỉ tùy thuận vào duyên sanh. Nên là trên đời này không thiếu gì những cái cuộc thác loạn này như vậy cả. Thời nào cũng vậy. Bản chất của chúng sanh là đắm chìm trong các dục. Chỉ có một số ít thấy cái sự nguy hiểm mà thôi. Thì trong tương truyền rằng là có một cái thời đó thì trong cái thành Sa Bát Thi nó nổi lên một cái phong trào ăn cái Tết rất là thác loạn. Thì chúng ta biết là cái từ thác loạn ở đây thì nó nhiều cái đề mục lắm. Và trong cái dịp này thì những cái kẻ ngu si vô trí thì họ dùng nhiều, lấy những cái cho hay những cái phân bò thoa khắp mình mẩy suốt trong 7 ngày. Rồi họ đi ngông nghênh ở ngoài đường, nói toàn những lời tục tiểu, dầu gặp thân quyến hay bạn bè, tại gia hoặc là xuất gia, họ cũng chẳng có biết hổ thẹn. Họ đến trước cửa nhà người khác và họ văn tục, chủ nhà nghe những lời bất nhã. Có nhiều người thiện lành thì họ chịu không nổi, phải tùy theo sức mình và bố thí cho họ. Họ xin tiền. Hoặc là đến cả phải cho họ lửa đồng hoặc cả đồng tiền vàng để mà họ mau mau đi chỗ khác để tâm của mình nó được bình an trở lại. Thì từ nhà này sang nhà khác á, kế cận thì lại chỗ ra những cái chàng thô ác ngữ khi mà họ đã nắm những cái đồng tiền thí rồi họ lại tiếp tục đi nữa. Và lúc bấy giờ trong thành Sa Bát Thi thì có đến 50 triệu người cư sĩ là thánh thinh văn. Thì những cái vị thánh đệ tử cư sĩ của Đức Thế Tôn á, thì đã nhận lời Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, xin Ngài cùng với chư tăng ở trong cái tịnh xá đừng có vào thành để khất thực trong cái thời gian 7 ngày. Với cái lý do đó, kể từ hôm nay, bởi vì thánh cư sĩ không muốn chư tăng đi ngang qua để họ chửi, họ sẽ mang những cái ác nghiệp. Và sau khi sắp đặt cúng dường cơm cháo để hộ độ cho chư tăng trong 7 ngày Tết thác loạn xong thì không ai bước chân ra khỏi nhà cửa của mình nữa. Và khi hết Tết thì đến ngày thứ 8 thì chư thinh văn thỉnh tăng chúng có Đức Thế Tôn dẫn đầu và vào thành để làm lễ đại thí. Và khi xong rồi thì ngồi qua một bên và họ mới bạch với Đức Thế Tôn: Bạch Ngài, trong 7 ngày qua thì chúng con rất là khổ tâm, ngày nào cũng phải nghe những cái lời thô tục của kẻ ngu si, thật muốn bịt cả hai tai bọn họ, không một ai biết xấu hổ cả. Vì vậy chúng con không dám thỉnh Ngài và tăng chúng vào thành, và chúng con cũng không dám ra khỏi nhà nữa. Và khi nghe lời phân trần như vậy, chư thánh thinh văn thì Đức Thế Tôn mới kết luận rằng: những kẻ ngu si vô trí thì hành động cẩu thả như thế, còn bậc trí giả thì lo giữ gìn cái hạnh chuyên cần như giữ một cái kho tàng quý báu mà đắc chứng bất tử đại niết bàn. Và rồi Ngài ngâm lên cái bài kệ sau này: Pamada manujun chanti panadumme thitno chakna apapma dan chakme thawi thanang sit thang warakati ma papam
Ma pa ma da ma du yun chi tha ma ka ma ra ti san tha wang. Appa ma to hi cha yan to pa po ti vi pu nang su khan ti. Kẻ ngu vô trí đắm mình trong vòng phóng dật mặc tình đảo điên. Như gìn kho báu ưu tiên, người trí giữ hạnh cần chuyên làm đầu. Chớ nên phóng dật tham cầu, chỉ tìm dục lạc ngõ hầu vui chơi. Người tu thiền định chẳng lơi, chứng phương quảng phúc vui chơi niết bàn. Ở đây Ngài có chích cái chú giải tiếng Bali ba lá là trên đây chỉ cho những kẻ ngu si khờ khạo ngây ngô, không hiểu biết sự lợi ích đời này và đời vị lai. Ở đây chúng ta biết nhiều con người họ sanh ra đời, họ chỉ biết đời này chứ họ không biết đời vị lai, họ không tin. Dumme thiddo là kẻ vô trí, không có trí tuệ, vì không thấy tội lỗi trong cái sự phóng dật. Họ đắm mình trong dục lạc, buông lung, phung phí thời giờ của họ một cách cẩu thả. Metawi là những cái bậc hiển minh, có trí bát nhã, nhờ lấy hương vị của chánh pháp, hằng giữ gìn hạnh chuyên bằng như kho tàng, thất bảo, tu thắng của tổ phụ để lại. Như vậy thì cũng như người được sự phước lợi của kho tàng vô giá, ta sẽ được hưởng thụ ngũ trần dục lạc, ta sẽ cấp dưỡng cho con ta đầy đủ, ta sẽ quét sạch, sẽ con đường cho vợ con ta đầy đủ, sẽ đưa ta sang thế giới khác, rồi chăm lo kho tàng như thế nào thì cũng như thế ấy. Bậc hiền trí thấy được sự phước lợi của hạnh chuyên cần khi nghĩ rằng người chuyên cần tu tập hằng đắc, từ sơ thiền đến bát thiền, từ sơ đến tứ quả, cho dù tam minh lục thông. Ma pa ma đăng là bởi cớ ấy các ông chớ lên tham cầu phóng dật, chớ lên phung phí thời giờ. Ma ca ma rót tiết sanh thắt năng là chớ lên vui theo dục lạc vũ trần, sắc thương hương bị xúc, là những vật ô nhiễm, là món ăn của ái dục tanh ha. Ma anuyun chê tháp chớ tham cầu là chớ mong mỏi đua đòi, chớ tìm kiếm hưởng thụ. Appamatto, người chuyên cần là người có đầy đủ pháp ghi nhớ, chánh niệm kiên cố. Người chuyên cần tu thiền định, giác ngộ được niết bàn tịnh lạc, quảng đại vô lượng vô biên. Khi bài kệ chấm dứt thì nhiều vị tỳ kheo chứng đắc được thánh quả, nhất là quả dự lưu, và kỳ dư đại chúng thính pháp đều hưởng được nhiều lợi ích. Như vậy thì chúng ta thấy cái thiền định ở đây đó, chúng ta phải hiểu rất là đúng đắn. Ngài thuyết một cái là tâm của các ngài nghe được pháp sáng trong, là chứng đắc đạo quả, và cái đó là chánh định rồi. Chúng ta đọc pháp mà chúng ta luôn luôn quên cái điều đó, hễ mà chi kiến đúng đắn về danh và sắc, ở đó là chánh định của bác chánh đạo. Nhớ một điều, người ngu ăn tết cũng ngu kỳ, thác loạn điên khùng nghĩa lý chi, mình chết phân cho tay nhám nhớp, miệng văn tục tiểu mặt chai lì, được tiền xả nghĩ do người chậm, mất đức nào lo bị chúng khi. Bảy bữa tung hoành trong xá vệ, ngàn năm tiếng xấu vẫn còn ghi. Đó là Ngài cẩn đề như vậy. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, đời sống thật vô thường. Và đời sống cũng thật là vô nghĩa. Và chúng ta là những kẻ lô lệ,
cho tham ái, cho vô minh, ái dục đã từ vô thủy rồi. Và chúng ta lại tiếp tục xây những ngôi nhà cho những ngũ uẩn mới rất là xa lạ, mà nó liên đới mật thiết với chúng ta. Khoảnh khắc nào chúng ta có tâm từ, có tâm thiện, thì chúng ta giúp cho một cái ngũ uẩn mới được tươi sáng, được đẹp đẽ, được hanh thông, được thuận lợi, cũng có thể giúp cho một bậc trí giả trong tương lai. Lúc nào chúng ta vô minh thì chúng ta lại giúp cho một cái ngũ uẩn ngu si khổ đau, cũng như là những cái khoảnh khắc mà chúng ta bị chửi, bị mắng, bị sầu khổ, bị thất tình trong cuộc sống là vậy. Chúng ta không chọn được chúng ta sanh ra như thế nào. Lúc mà chúng ta đến đây thì chúng ta chưa biết nói, chưa biết cười, chưa biết vui buồn. Chúng ta đến đây một kết quả rất là thiện lành, trong sáng. Nhưng rồi thì dần dần các duyên của các pháp, mắt tai mũi lưỡi các căn lại sanh ra, và chúng ta đến đây rất là xa lạ. Mai mốt này chúng ta đi cũng rất là xa lạ, và ngay khoảnh khắc này chúng ta cũng rất là xa lạ. Do vậy chúng ta là những kẻ rất là lữ thứ. Ta không thể mang theo tài sản, con cái, vợ chồng, bạn bè, thầy tổ, và thậm chí cái thân này cũng không mang đi được. Tất cả đều phải chấm dứt khi tử thần tới. Và kiếp sau thì không phải là ta trong kiếp này. Như vậy không có cái ta nào cả. Mà kiếp sau chính là một cái anh câm má đang tạo tác hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Hai cái anh câm má này, anh luôn luôn tạo tác nghiệp thiện và bất thiện. Và anh tạo tác ra cái gì thưa quý vị? Anh cũng lại tạo tác ra nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Anh lại tạo ra nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Và rồi từ duyên đó rồi lại phiền não, tham sân si, tật đố ganh tị bổn xén, rồi lại thiện lành. Và chúng ta đã mang rất nhiều cái thân này trong quá khứ rồi, rất rất nhiều cái thân trong quá khứ, cũng chỉ để bỏ đi thôi. Thiện hay bất thiện cũng chỉ để bỏ đi mà thôi. Dầu có tốt đẹp đến bao nhiêu đi chăng nữa, chúng cũng chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Chẳng có gì còn sót lại. Những cái vui của ngày hôm qua đã mãi mãi, không bao giờ còn tồn tại ở đâu nữa cả. Những cái buồn của ngày hôm qua cũng vậy thôi. Nhưng ngày mai chúng ta thức dậy,
thì cũng chỉ là những cái khoảnh khắc thấy nghe rồi buồn vui một chút đỉnh đó. Rồi chúng ta lại ngủ say. Và trong lúc ngủ say thì chúng ta chẳng phải lo nghĩ về nhà cửa, về con cái, về ruộng vườn, về tiền bạc, về cuộc sống buông trải bon chen gì cả. Nhưng mà rồi nhân duyên thì những cái thấy là thức dậy, nghe lại thức dậy, đến lại thức dậy, lão phiền lại thức dậy, nghiệp và quả của nghiệp lại tiếp tục thức dậy. Và chúng ta không thể làm gì được, thưa quý vị. Chúng ta muốn có chánh niệm lắm chứ, chúng ta có muốn có trí tuệ lắm chứ. Và bây giờ sư nói thiệt với quý vị, bây giờ biểu đắc tu đồ vừa mà lấy con dao mà cắt đôi cái cổ của sư ra, sư sẵn sàng lấy con dao sư cắt cái cổ ra liền để đắc tu đồ vừa liền. Mến giáo pháp đến mức độ như vậy đấy, nhưng mà không có được. Tất cả pháp nó đều phải đủ duyên của nó. Trí tuệ nó phải đầy đủ các cái duyên lành của nó. Nó không phụ thuộc vào ai hết. Do vậy chúng ta phải rất là kham nhẫn, mới gọi là phải có kham nhẫn ba la mật thì chúng ta mới đạt được niết bàn như vậy. Như vậy giáo pháp này là cực kỳ khó cho chúng ta để tiếp cận. Quý vị thử nghĩ xem là không có cái gì hiểu cho khó cho bằng hiểu được cái thấy hiện giờ là vô ngã. Không có cái gì khó cho bằng hiểu cái nghe hiện giờ là vô ngã. Không có một ai nghe, không có một người nào nghe. Cái mà chúng ta nói cho nhau biết là không có ai nghe, không người nào nghe. Chúng ta tưởng là đơn giản nhưng chúng ta vẫn chấp là tôi nghe, tôi biết. Chỉ khi nào trí tuệ tỉnh giác thực sự sanh khởi và chúng ta nhắc hoài về những cái pháp đó, dần dần nó mới lộ cái bản chất của nó lên. Thì chúng ta mới thực chi, thực chứng được lời Đức Phật dạy. À, cái thấy không phải là tôi thấy, mà chỉ là pháp thấy, pháp nghe. Không có ai nghe, không có tôi nghe. Thì lúc đó tà kiến nó mới rớt được. Như vậy cái tu đầu tiên nhất của chúng ta không phải là thiền định, mà chính là chánh tri kiến. Để thấy ra các pháp là vô ngã, đúng như lời Đức Phật dạy. Đức Phật không có cái dạy cái gì ngoài sáu căn của mình hết á. Ngay từ cái bài pháp đầu tiên chúng ta đã biết rồi, nhưng mà chúng ta thường quên về nó, phải không ạ? Chúng ta đừng có học. Mặc dù chúng ta học thì chúng ta biết về ngôn từ, những cái này là niết bàn này kia rất là sâu xa. Chúng ta có thể nói về vô gián duyên, về tiền sanh duyên, về tương ưng duyên này kia. Nhưng mà cái thực sự mà chúng ta chưa biết là khoảnh khắc này là gì. Khi nào mà chúng ta phải hiểu thực sự khoảnh khắc này là gì thì mới hiểu được duyên của nó. Còn không thì chúng ta sẽ nói về duyên hệ trong sách vở, chứ không thể thấy được duyên của nó như chúng là đâu. Còn người ngu thì cũng các căn đó mà họ đắm chìm trong các cái sắc đó. Họ mê mải trong cái sắc đó. Cũng là sắc thinh hương vị xúc đó thôi. Mà quý vị biết không, sắc thinh hương vị xúc đó, nó là kẻ tàn sát chúng sanh từ muôn đời rồi. Mặc dù đó là vô tri vô giác, phải không nào? Nhưng mà nó cứ xuất hiện hết cái này đến cái kia, qua mắt, qua tai, qua mũi. Nó làm cho chúng ta rối trí hết, làm cho cả cái thế giới này, người học thức cao hay là người này người kia, phải không? Hết cái hình ảnh đẹp, hình ảnh bụng bẩm này nó cứ đi ngang đi qua, hình ảnh gầy, hình ảnh ốm này này kia, nó làm cho chúng ta chê cái này thì nó sẽ đưa cái kia để cho chúng ta thích thú, phải không ạ?
nó xuất hiện hoài. Mà đời sống thì chỉ có các căn và các cái đối tượng thị giác, các cái tâm để cái tâm thức này nó nhận biết. Và chúng ta thấy không, không ai tránh khỏi được những cái đối tượng đó. Và nó đâu phải là một đối tượng đâu, nó muôn trùng, phải không ạ? Nó muôn trùng. Nên là chúng sanh không mê loạn làm sao được, phải không? Làm sao lại không mê loạn được? Như vậy khi nào mà người trí mới thấy được, ôi, những cái sắc màu này chúng chỉ thuộc về tứ đại, chúng vô chi vô giác, từ vô thủy, hiện tại và vị lai. Chúng thật sự không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là đẹp, không phải là xấu. Không phải là chi cả, mà chúng chỉ là một cái màu in dấu vào con mắt mà thôi. Chúng không biết nói, không biết cười, chúng không có làm cho ai vui, chúng không làm cho ai buồn, chúng không làm cho ai khổ cả. Chính vì si mê cho chúng là như thế này, như thế kia, đắm nhiễm mới khổ qua cái bài này nè. Âm thanh cũng vậy. Âm thanh chúng cũng chỉ là một sắc vô chi, là một pháp, là một giới, là một tha tú. Chúng là hữu vi, chúng không biết buồn, không biết vui, không biết sầu, không biết khổ. Chúng không làm cho ai khổ luyện vì chúng cả, mà chúng chỉ in dấu vào nhĩ căn. Cái buồn khổ sầu muộn chính là sự si mê, sự lầm lạc, sự tham nhiễm ở trong đó, cho chúng là như thế này, như thế kia mà thôi. Nhưng mà có ai không thích sắc không? Có ai không thích âm thanh không? Có ai không thích mùi, không thích vị không? Không có, phải không? Bởi vì chỉ có Bậc Thánh A-La-Hán, Bậc Thánh A-La-Hàm mới tỏ tường, mới diệt trừ được. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là năm dục này nó lớn không? Nó thật là kinh khủng. Và không phải chúng ta bị đắm nhiễm, mà cả toàn bộ 31 cõi này đều bị đắm nhiễm ở trong đó hết. Như vậy chúng ta thấy được rằng là chúng ta rất là mê đắm với con mắt của mình, tai của mình, mũi của mình, lưỡi của mình. Và có phải là hằng ngày lửa nó đang đốt cháy 6 cái căn này, lửa tham, lửa sân, lửa si, nó đang đốt cháy chúng ta, phải không ạ? Và từ đây có phải là địa ngục được sinh ra, loài bằng xanh được sinh ra, loài người được sinh ra, chư thiên được sinh ra? Và nếu có hiểu biết, Bậc Thánh cũng được sinh ra. Có phải là Đức Phật dạy là dính mắt nó sanh ở chỗ nào thì cởi bỏ ở chỗ đó, phải không? Như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Mỗi người đều có dính mắt những cái sắc khác nhau, âm thanh khác nhau, màu, mùi vị khác nhau, những cái ý thích khác nhau. Không có ai giống ai hết. Chính vì vậy mà thế giới này nó đa dạng. Bởi tâm, bởi nghiệp. Nên là rất khó. Và làm sao mà chúng ta không ngu si cho được, phải không ạ? Vì chúng ta thật sự chúng ta vào trong giáo pháp của Đức Phật và chúng ta hiểu được những cái này là cực kỳ khó khăn, gian khổ.
mất rất nhiều thời gian để ngâm cẩm suy xét, học đi học lại là được Phật dạy mới được một chút xíu vậy. Và chúng ta cứ đùa chơi với những cái sắc thinh hương vị xúc này, nên là người ngu si thiểu trí đâu có thấy những cái này đâu. Mà mặc dầu chúng ta thấy đó, nó rất là vô tri vô giác, nhưng mà hàng ngàn con mắt, hàng triệu, hàng tỷ con mắt, tai, mũi, lưỡi đều đã tuyệt vọng, phân hủy vào trong lòng đất, và lại tiếp tục sinh ra, lại tiếp tục sinh ra nữa, và lại chìm đắm trong những cái sắc thinh hương vị xúc này cả. Và mãi mãi khi sanh ra, có đắm nhiễm cái gì thì chỉ đắm nhiễm vào cái này mà thôi. Nếu mà dứt bỏ được cái này thì chấm dứt xong luân hồi khổ đau. Như vậy chúng ta có cần phải làm cái gì đó không? Khi mà một cái thấy sanh khởi, nếu không có cái thấy sanh khởi, liệu cái tâm tham, cái sự dính mắc, cái sự suy nghĩ về cái được thấy có sanh khởi hay không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà chúng ta có ngăn cản được đừng có thấy không? Không thể, bởi vì pháp là duyên sanh. Chính vì vậy giáo pháp mới thật sự là thâm sâu là như vậy đó. Và hàng ngày chúng ta dần phải đối diện với các cái thực tại này thì mới liễu chi được các pháp. Thường thường thì chúng ta nói là chúng ta sợ bất thiện, nhưng mà khi tham đến là chúng ta rất thích thú chứ không có sợ. Nằm ơn đừng có ai nói rằng là ta sợ, không có đâu. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được ôi thế giới thật là rỗng không, chỉ có sự tạo tác, các pháp hữu vi rồi lại quẩn quanh trong đất nước lửa gió, rồi đại già chết. Mà nhận lầm những cái sắc vô chi là mình, những cái cảm thọ do duyên xúc là mình, những cái bất thiện, những cái thiện là mình, những cái thấy nghe ngửi nếm đụng khác nhau do duyên khởi khác nhau là mình, con mình, chồng mình, vợ mình, nhà cửa của mình, tóc lông móng răng da thịt gân xương thủy, những thứ bất tịnh là mình. Ai đụng đến cái mình này thì cái sự ngu si thiểu trí lại nổi lên, tà kiến lại nổi lên. Chúng ta tạo tác ra được cái gì thưa quý vị? Không có cái gì hết. Chỉ mãi mãi tạo ra những cái bộ xương trơ trụi, lầm lũi, đi vào cái biển trầm luân và bỏ xác mà thôi. Thiện thì cho những cái bộ xương gọi là an lạc một chút, nhưng mà không thoát được khỏi khổ đau. Dầu là tiến sĩ giáo sư không hiểu giáo pháp của Đức Phật thì cũng lấy một bà vợ đẻ mấy đứa con rồi cũng ăn mấy cái xác chết rồi chết thôi, chẳng bằng con trâu con bò, nó chẳng
hay là con nai con mởn ở trong rừng nó sống theo thiên nhiên, nó ăn cỏ, nó cũng có con, nó cũng có gia đình, nó cũng chết. Nhưng mà người trí thì sẽ không chết. Không chết. Người trí sẽ có con đường để làm cho những cái chết này không sanh ra nữa. Nhưng mà thực tế trên đời này không có ai chết cả, và không có ai làm được cái gì cả. Chúng tôi kể cho quý vị nghe, cái thấy nó làm việc thấy của nó rồi, cái nghe nó làm việc nghe rồi, cái ngửi làm việc ngửi, cái nếm làm việc nếm, cái thức nó làm việc nó, mà nó làm 14 cái phần sự của tâm, phải không? Mà nó làm nè. Rồi là việc tử thì cái tâm tử làm việc tử, tâm tục sinh nó làm việc tục sinh, tâm tôi tục sinh nó làm việc tục sinh cho chúng ta. Nó chết lâu rồi, nó chết từ thuở mà nó hiện hữu một sát la rồi, nó diệt rồi. Nhưng mà cái mà nó sinh ra đã chết rồi, phải không? Vậy chúng ta còn có cần phải làm gì không, hay chỉ hiểu biết để xả ly thôi? Đức Phật đã dạy rất rõ, phải không? Tâm thấy làm việc thấy, có ai làm việc thấy được đâu, phải không? Tâm nghe làm sao làm việc thấy được? Đối tượng thì giác làm sao làm việc thấy được? Tham nó đâu làm việc thấy được? Xúc nó đâu làm việc thấy? Thọ tưởng làm thức nó không làm việc thấy được. Chỉ có tâm nhãn thức làm việc thấy mà thôi. Suy xét kỹ đi. Ví dụ pháp ở đâu? Xin thưa với quý vị ở đây. Chúng tôi sẽ trình bày quý vị một cách rất là cặn kẽ. Tôi thấy làm việc thấy, tôi nghe làm việc nghe rồi hả? Thì tham thì nó làm việc động lực bất thiện, sân làm việc động lực bất thiện, có ai làm đâu. Nếu mà không có tham thì nó đâu có làm việc bất thiện được, không có sân làm việc bất thiện được. Mà tham nó sanh khởi theo duyên, ai có thể ngăn cản được nó? Không có ai ngăn cản được nó hết. Do vậy bạn không cần phải chối bỏ tham, mà cũng không cho tham là của tôi. Nó đã sanh rồi, là tôi theo duyên của nó, và rồi nó diệt đi. Dầu có hiểu nó hay không hiểu nó, là như vậy. Sông cũng vậy, si cũng vậy, thiện cũng vậy. Và không có ai tạo ra thiện cả. Thiện nó sanh khởi bởi duyên riêng của nó. Tham cũng sanh khởi bởi duyên riêng của nó. Trí tuệ cũng sanh khởi bởi duyên riêng của nó. Các bạn học giáo pháp của Đức Phật mà nói cái chuyện vô ngã, nhưng mà toàn nói về ngã, là tôi làm cái này, tôi làm cái kia, thì các bạn đang đi đúng đường hay là đi sai đường? Và chúng ta chỉ mong muốn giác ngộ, đó là tham, đó là si. Họ không có thể chấp nhận được cái điều đó, phải không? Đức Phật biểu chúng ta làm ruộng, cái cách làm ruộng là sao? Bổn phận của chúng ta chỉ là làm ruộng, làm sạch cỏ, gieo mã và chăm sóc, đủ duyên quả sẽ trổ. Cũng vậy, chúng ta chỉ phát triển hiểu biết đúng về các pháp trong đời sống hàng ngày, và từ cái hiểu biết đó, chính trí tuệ tích lũy con đường cho trí tuệ. Không một ai có thể làm một cái gì cả. Tất cả các pháp đều đang nằm trong vùng trời của bí mật. Mặc dầu chúng ta tưởng chừng như không bí mật, nhưng mà thiện nó vẫn tích lũy theo bí mật của nó. Trí tuệ cũng vậy. Do vậy làm sao? Lúc nào cũng song hành thiện và bất thiện cả. Do vậy là Đức Phật dầu là Ngài có đắc thành quả Phật toàn giác chăng nữa, nhưng mà bất thiện nó vẫn cho quả là như vậy đó. Không thể tránh khỏi được. Bởi vì là pháp mà. Do vậy chúng ta không có gì để mà phải e ngại bất cứ một điều gì. Quan trọng nhất là cái gì đã qua là đã qua. Chỉ có giây phút hiện tại chúng ta cần phải phát triển hiểu biết một cách từng chút một trong đời sống hàng ngày. Đó là con đường duy nhất để mà tiệm cận với cái là thực hiện giờ, thì chúng ta mới nhiễu chi được tứ thánh đế mà thôi.
không có con đường nào khác hết á. Chúng ta không phải chạy đi đâu cả. Giáo pháp này không phải để thành lập những cái trường thiền, không có cái chuyện đó. Không phải. Giáo pháp này rất là thiết thực thưa quý vị. Tham nó sanh khởi chắc chắn nó có cái trạng thái của nó, phải không ạ? Trạng thái dính mắc của nó là không thể thay đổi được. Nhưng mà nó cũng vô thường, phải không ạ? Nếu nó không vô thường thì thiệt làm sao nó sanh khởi? Nếu nó không vô thường thì cái thấy không thể sanh khởi được, cái nghe không thể sanh khởi được. Như vậy các pháp vô thường để cho người trí diệt trừ được tà kiến và chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Và thấy cái sự nguy hiểm của các quẩn là rỗng không. Nên là những người ngu si thiểu trí thì họ chỉ đắm mình trong các dục thôi. Còn người trí không có phóng dật giữ cái tài sản quý. Tài sản quý ở đây là gì? Đó là chánh niệm tỉnh giác tiệm cận được với những cái thực tại trong đời sống hàng ngày. Là cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cảm thọ, tham, sân si rõ được các bản chất của chúng. Là vô ngã, không chủ thể. Thấy rõ sự diệt tận của chúng. Không có sanh lại, tham của ngày hôm qua nó cũng không sanh lại. Tham bây giờ hoàn toàn chỉ là tham của thực tại hiện giờ mà thôi. Và rồi chúng cũng diệt đi. Và rồi chúng ta biết rằng còn muôn vàng cái phiền não ở phía trước nữa. Muôn vàng cái nghiệp xấu ở phía trước nữa. Nhưng mà chúng ta đã biết chúng là vô thường, khổ, vô ngã. Nên là chúng ta luôn luôn không có tâm mong chờ. Và chúng ta đã biết chúng cũng như là những cái khoảnh khắc vô lượng của quá khứ rồi. Và chúng ta chỉ có phát triển hiểu biết và không còn phải mong chờ, mong đợi hay sầu muộn gì về chúng cả. Thời pháp đến đây cũng vừa phải nể, phước báo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càng thác bà, xuất sanh, ngạ quỷ, phi nhân, a tu la, diêm chúa. Và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và sớm liễu chi được tứ thánh đế thánh đạo trong đời sống của mình. Phước báo này con nguyện là nhân, là duyên, thành tựu trí tuệ, thành tựu ba la mật, thấy rõ lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, đầy đủ minh và hạnh, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp này. Nam mô Bụt Tha. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học kinh Pháp Cú số 26 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, con kính thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa minh hạnh đã rời rung. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Phavatu sabba mangalang rakhandu sabba devata sabba buddha sabba thamma sabba sangha nupavena sadasoti pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người xin chư thiên ngộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người xin cho quá có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Yadeva ta santi viharawasini
thu pe ga re mô thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra Sappana puta sukhita pavantu te Chala bucha yepi cha anda sampava Samseda cha ta abo papatika Niyani kang thamma wa rang batit cha te Sappepi dukha sakharantu sankhayang Thatu chi rang satang thammo Thammatara cha buddhana Sankho ho tu sa mắc vô hoa Atha ya cha hi ta ya cha Am he rat khan tu sắc thầm mô Sắp bê pi thầm ma cha ri no Vút thêm sâm pha phu ne ya ma Thầm ma ri ya pa quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống nhất.